54, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ là Đồng Nai, thời gian nhập viện là ngày 23 giờ 30 ngày 3 tháng 5, làm bệnh án là 8 giờ ngày 4 tháng 5. Lý do nhập viện của bệnh nhân là đau hạ sườn phải. Bệnh sử, cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân thấy thường có những cơn đau bụng hạ sườn phải, đau quặn âm ỉ, không lan, cường độ 5 trên 10. Mỗi cơn khoảng 30 phút, không liên quan đến bữa ăn, không có yếu tố tăng giảm. Ngày nhập viện, bệnh nhân có cơn đau với tính chất tương tự, cường độ 7 trên 10, kèm sốc 38 độ, lạnh run và vàng da tan dần. Nhập viện bệnh viện bình dân. Trong quá trình bệnh, bệnh nhân không đau ngực, không ho, không khó thở, trung tiểu được, không chứng bụng, nước tiểu vàng sậm, không gas buốt, tiêu phân vàng. Tình trạng lúc nhập viện là bệnh tình tiếp xúc tốt cho niêm vàng, tổng trạng trung bình, bụng bề, ấn đau hạ sườn phải, mạch 100 lần một phút, nhiệt độ 37,5 độ, huyết áp 130 trên 80, nhịp thở 19 lần một phút, cân nặng 35 kg, chiều cao 165. Về phần tiền căn nội khoa là có tăng huyết áp độ 2 theo EC018-10 năm, kiểm soát tốt, không ghi nhận tiền căn viêm căn B, C, ngoại khoa chưa ghi nhận bệnh lý ngoại khoa, thói quen sinh hoạt là không sử dụng rượu bia, thuốc lá hay là chất kích thích, dị ứng là chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc, thức ăn, gia đình chưa ghi nhận bất thường. Phần khám, tổng trạng bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm vàng, không băng da, không xuất huyết, không phù, không dấu mất nước, tuyến giáp không to, hoạch ngoại vi không sợ chạm, cân nặng 75 kg, chiều cao 1m65, sinh hiệu là mạch 95 một phút, huyết áp 130 trên 80, nhịp thở 18 là một phút, nhiệt độ 37 độ C, tim mạch lồng ngực cân đối, không mô sẹo, không sâu mạch, mỏng tim ở không lên sườn nam, đường trung đòn trái, cho hơi âm tính, rung biểu âm tính, tim một T2 đều rõ, tần số 95 một phút, không âm thổi, hô hấp lồng ngực di động theo nhịp thở, không co kéo cô hấp phụ, rung thanh đều hơi bên phổi trong, âm phế bào đều hơi bên phổi không ra, tiêu hóa bụng cân đối, di động theo nhịp thở, không u sẹo, không tuần hoàn bằng hệ, như lồng ruột 5 lần một phút, bụng mềm, ấn đau hạ sườn phải, đề kháng tình bụng âm tính, rung gan âm tính, mắt bộ này âm tính, myelosuppression âm tính, cú len âm tính. Cổ trong diện độc của gan khoảng 10 cm, gan lấp không sợ chạm. Thận tiết niệu là chậm thận âm tính, không điểm đau niệu quản, không cầu bằng quang, các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nam 68 tuổi nhập viện vì đau hạ sườn phải, qua thăm khám và hỏi bệnh là triệu chứng cơ năng là đau hạ sườn phải, sốc lạnh run, có vàng da, nước tiểu vàng sẫm, triệu chứng thực thể là vàng da niêm, mạch 100 lần một phút, ấn đau hạ sườn phải, đề kháng bụng âm tính, rung gan âm tính, mắc một âm tính, mao rốt sơn âm tính, dấu cu lên âm tính, có tiền căn là tiền hấp độ 2 cho SC018. Em đọc tiếp luôn hay là mình dừng ở đây? Em đọc tới phần bình luận đi. Dạ. Đọc tới chẩn đoán và bình luận luôn. Dạ. Đặt vấn đề ở đây em có ba vấn đề là đau hạ sườn phải, hậu chứng đáp ứng viêm toàn thân và vàng da. Chẩn đoán sơ bộ là viêm đường mật cấp nghi do sỏi, trên là nền tảng áp độ 2 theo EC018. Chẩn đoán phân biệt là viêm túi mật cấp nghi do sỏi, tăng áp độ 2 theo EC018 và viêm tụy cấp nghi do sỏi, trên nền tảng áp độ 2 theo EC018. Viêm gan cấp nghi do siêu vi, trên nền tảng áp độ 2 theo EC018. Áp xe gan, y gan do mít, trên nền tảng áp độ 2 theo EC018. Em biện luận vấn đề về vàng da, không nghĩ đây là nguyên nhân trước gan, bởi vì bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý huyết học truyền máu hay là chưa từng có vàng da trước đây, là nghĩ nhiều nguyên nhân do nguyên nhân tại gan và sau gan, và vẫn chưa phân biệt được hai nguyên nhân này, bởi vì chưa có chính xác phân không có ngứa. Đau hạ sườn phải và các hội chứng đáp ứng viêm nằm tăng, chúng ta nghĩ tới các bệnh
Viêm đường mật cấp nghi do sỏi là nghi nhiều ở bệnh nhân này là vì bệnh nhân có tâm chứng cho có điển hình của nhiễm trùng đường mật. Rất ít nghĩ là dung chu ống mật bị bệnh nhân ăn uống bình thường, không đi chân đất, có sử dụng sức khỏe. Bệnh nghi cận lâm sàng là tổng hợp tế bào máu ngoại vi, CRP sinh hóa máu, bilirubin, AT-ALT, ALB, CGT, hình ảnh học là siêu bụng, viêm túi mật cấp do sỏi, ít nghĩ vì bệnh nhân này không có cơn đau quặn mặt điển hình. Mình đề nghị phân biệt là CRP công thức máu, siêu bụng, viêm tụy cấp do sỏi mà mình ít nghĩ bởi vì là bệnh nhân này không có tiền căn sỏi mặt. Có thể là có sỏi rớt xuống chỗ cao vòng ốc đây gây viêm tụy cấp, nhưng mà cơn đau này không phải cơn đau điển hình kiểu tụy, là liên quan tới bữa ăn, cơn đau lan ra sâu lưng và không có kèm nôn ói. Đề nghị là amylase máu, lipase máu và siêu âm bụng để phân biệt. Viêm gan cấp do siêu vi, ít nghĩ vì có triệu chứng điện, chỉ có triệu chứng là đau hạ sườn phải và niêm mạc mắt vàng, nhưng mà bệnh nhân thường không, viêm gan cấp thường không có sốt, lạnh run và có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, bụng nôn, nôn ói. Đề nghị là các HBsAg, IgM, anti HBC, anti HCV, oxy gan cho amylase thì mình cũng ít nghĩ bởi vì là thì chắc bệnh nhân chỉ có đau hạ sườn phải, còn không có các triệu chứng như là sốt nhẹ, không với là không lạnh run, gan không to, là ấn cái sườn thì âm tính. Đề nghị siêu âm bụng, huyết thanh chẩn đoán amip để phân biệt. Cũng rất là dài tất tràng là không nghĩ bởi vì bệnh cảnh này thường có những cơn đau thường bị liên quan tới bữa ăn, kèm nấm rác vùng bụng ở chua, không có sốc và vàng da niêm. Giờ em xong rồi. Mấy bạn có ý kiến à? Bạn nhắm chừng tải cái bài nào lên đây, đưa bài anh lên đây cho các bạn cùng theo dõi cho dễ. Dạ. Bạn có thắc mắc gì không? Có hỏi gì trong nhóm không? Em đưa lên phần chat á.
Ủa có bàn rồi chưa vậy? Anh chưa thấy gì hết vậy? Bấm nút gửi đi Tuấn, chưa qua đâu Tuấn ơi. Bấm nhiều nút. À, thấy thấy chưa, mọi người thấy chưa? Thấy rồi, qua rồi. Sao rồi? Nghiên cứu sao là sao rồi? Sao im lặng thế vậy? Tuấn ơi, cho Vương hỏi cái chỗ bệnh sử thấy ghi là vàng da tăng dần, thì vàng da ở đây ý là vàng mắt của mặt mắt vàng hay là vàng ở vị trí nào? À, vàng da đây là cho bệnh sử là bệnh nhân với là người nhà chỉ thấy là vàng ở da thôi, còn mặt mắt là khi mà khám thì mới thấy nó vàng, còn bệnh nhà bệnh nhân không nhận ra mắt có vàng do nó vàng nhẹ em á, người nhà không biết, nhưng mà có vàng ở da niêm thì nhiều, da nhiều. Với lại cái đau bụng là cách nhập viện 3 ngày là đau rồi, nó đau liên tục tới ngày nhập viện luôn hay là trước đó 3 ngày thì đau xong sau đó nó hết đau xong 10 ngày nhập viện mới đau nữa? Tại không rõ lắm đó Tuấn. À, cái cơn đau này là 3 ngày trước là bệnh nhân đau xong rồi lâu lâu nó chỉ có một cơn nhỏ 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 vậy lên miệng vang, bệnh nhân vẫn chịu được nên bệnh nhân không đi bệnh viện, nhưng mà tới ngày nhập viện thì đau đau quá
đem bị nhau với đêm nhập bệnh viện. Có nghĩa nó có những cơn đau mà cơn đau rải rác trong 3 ngày chứ không phải là nó đau liên tục 3 ngày luôn. Lúc nhập viện bệnh nhân cũng đau quặn cơn là hay đau liên tục? Dạ anh, lúc nhập viện thì bệnh nhân đau quặn lên, đau nhiều hơn. Không có âm không có âm ỉ nữa, vẫn là quặn cơn. Dạ. Trong phần đặt vấn đề, cái phần cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân ha, thì vô phần bình luận em phải giải thích tại sao mình lại có cái hội chứng đó, hiểu không? Phải cả chi tiết ra bệnh nhân có những triệu chứng gì thì em dạ. Em nghĩ tới hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Em quên ghi vô anh. Dạ, mình có bệnh nhân có mạch nhanh, bệnh nhân có sốt 38 độ. Có hai tiêu chuẩn này em để vấn đề là chứng đáp ứng viêm toàn thân. Bây giờ hội chứng đáp ứng viêm toàn thân bây giờ là nó theo như là cập nhật mới nhất là phải có 4 tiêu chuẩn, 2 trong 4 tiêu chuẩn đúng không? Nhưng trong đó có một tiêu chuẩn là phải là sốt. Bạn có biết không? Do đó. Có ai biết không? Mới đi nội qua mà đúng không? Mới đi nội qua. Ví dụ như là đáp ứng thân nếu như mà chỉ có nhịp thở nhanh hoặc là mạch nhanh, đúng không? Nhịp thở nhanh hoặc là mạch nhanh thì hay lại là không tính, là có 2/4 đúng không? Sốt nè, mạch nè, nhịp thở với lại bạch cầu trên 12.000 hoặc là dưới 4.000. Hoặc là trên 10% gì nitroben gì đó. Nhưng mà phải có ít nhất một tiêu chuẩn là có sốt. Không biết các bạn có biết không ha. Rồi, thì mình xem lại. Thì ở đây thì bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn ha. Có sốt, có mạch nhanh. Nhưng mà đây bệnh nhân sốt bao nhiêu độ? 38 độ à? Dạ, ở nhà bệnh nhân đo 38 độ mà khi nhập viện thì đo được là 37 độ 5. Độ 5. Nếu mà vậy thì có thỏa chưa? Hình như là chưa thỏa đâu. Trong SIRS hình như nó phải từ 38 độ 3 đến 38 độ 5 trở lên cơ. Cái này em phải hỏi lại, tại vì nếu như 38 độ mà bệnh nhân đo ở đâu, đúng không? Đo ở đâu? Đo ở nách hay đo ở miệng hay là đo ở hậu môn thì nó sẽ phải cộng dạ, thêm bệnh nhân... dạ, đo ở nách anh. Đo ở nách đúng không? Thì bệnh nhân cộng chưa? Dạ, chưa bệnh nhân chưa, là thấy là trên cái nhiệt kế nó ghi là 38 độ. Nếu vậy là phải là mình ghi vào là phải 38 độ rưỡi mới đúng, đúng không? Mình nghe lời khai của bệnh nhân nhưng mà bệnh nhân không có học về y khoa, không chuyên môn về y khoa thì người ta sẽ không biết được là nhiệt độ đo ở đâu là chính xác nhất, đo ở đâu là phải cộng thêm. Thì nó như 38 độ thì cộng nửa độ là 38 độ rưỡi, đúng không? Lúc đó nó mới thỏa cái SIRS, đúng không? Đó. Mặt trăm là trên 90 rồi ha, trên 90 nó là tính là mặt nhanh rồi. Thì ở đây có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân rồi, đồng ý.
sau phải phần bình luận mình phải nói rõ ra ha, bình luận mình nói rõ ra. Rồi vậy trong nhóm có bạn nào có thắc mắc về cái phần chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt của nhóm trình không? Nó có điểm nào không phù hợp không? Và anh thấy là rất là nhiều nhóm và là cũng rất là nhiều bạn mình mắc cái sai lầm này, mắc cái lỗi cái mắc cái chỗ không phù hợp này rất là nhiều. Em nghĩ là cái chỗ viêm túi mật á, tại thường là viêm túi mật nó sẽ không có vàng da, nên là em nghĩ nó sẽ đưa xuống dưới. Rồi bạn nào mới nói, bạn nào mới phản biện? Dạ Trung ạ. Trung mà. Rồi nhóm trình có phản biện lại ý kiến của bạn không, thấy sao? Viêm túi mật cấp là sỏi nó kẹt ở cổ túi mật thì nó gây tắc mật, thì nó cũng có thể gây ra vàng da, theo nghĩ là vậy. Bây giờ mình quay lại mình xem lại hợp lý thuyết thì những cái nguyên nhân gây tắc mật mà đấy là vàng da sau gan á, nó có nguyên nhân nào của sỏi kẹt ống túi mật không, kẹt cổ túi mật không? Không có ha, không có, nó không tắt cái kẹt cái ống cổ túi mật, không bao giờ nó có thể gây vàng da được. À, rồi tại sao thì tí để anh sẽ giải thích. Rồi bây giờ về cái nguyên tắc mà chẩn đoán phân biệt sơ bộ á. Thì tại sao mình phải chẩn đoán phân biệt? Tại vì cái bệnh cảnh nó quá giống nhau đi. Cái bệnh cảnh lâm sàng nó, hai cái bệnh đó nó xảy ra giống nhau, gần như là giống nhau ha. Nó chỉ có thể phân biệt được, có thể dựa trên cận lâm sàng hoặc là chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm máu chẩn đoán hình ảnh thôi. Thì lúc đó mình mới đưa vào. Có nghĩa là chẩn đoán sơ bộ cũng giải thích được cái bệnh cảnh lâm sàng đó, và chẩn đoán phân biệt cũng phải giải thích được cái bệnh cảnh lâm sàng đó. Chứ không phải là chỉ có một cái triệu chứng đau ở hạ sườn phải, mình lôi ra hết tất cả các chẩn phân biệt hết. Là đau có sốt, mình lôi ra hết tất cả những đau sốt. Nhưng mà còn vàng da thì sao? Bạn Trung phát hiện chính xác. Còn vàng da thì sao? Em phải giải thích được tại sao bệnh nhân bị vàng da. Bây giờ viêm túi mật cấp có gây vàng da hay không? Giả sử như trường hợp, giả sử đi ha, sỏi kẹt cổ túi mật có gây vàng da hay chăng nữa, thì trong phần bình luận em cũng phải giải thích bệnh nhân vàng da vì sỏi kẹt cổ túi mật. Nếu trong phần bình luận em chỉ có đề cập tới đau và sốt thôi, vì vàng da để đâu, em cũng không đề cập tới cái vàng da trong cái phần chẩn đoán của viêm túi mật cấp như sỏi nữa. Và viêm tụy cấp cũng không thấy ghi vàng da. Viêm gan thì thấy có, nhưng mà áp xe gan có vàng da không? À, thà đừng chẩn đoán phân biệt, để chẩn đoán phân biệt cho nó phù hợp. Có những cái bệnh cảnh quá rõ ràng rồi, không cần chẩn đoán phân biệt luôn, cũng có thể được, chấp nhận được. Nhưng khi mà em đưa chẩn đoán phân biệt, thì em phải thấy nó phải phù hợp với cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Còn trường hợp mà em muốn đưa những cái bệnh cảnh chồng lắp lên nhau, ví dụ như là vừa viêm túi mật, đau, sốt, sườn phải là đau ở do viêm túi mật đúng không? Còn vàng da là bệnh cảnh khác, thì em phải có bằng chứng của cái vàng da là bệnh cảnh khác. Giả sử trường hợp bệnh nhân có thể bị sơ gan trước đó, vân vân, là viêm gan mạn trước đó. Nhưng nguyên tắc là lúc nào mình cũng sẽ gom tất cả các triệu chứng vô cùng một bệnh cảnh trước, khi là mình đưa những cái bệnh cảnh chung lẫn lên nhau. Ở đây bệnh nhân chưa có tiền căn chưa có bị bệnh lý gì hết. Thì bây giờ mình sẽ ưu tiên gom tất cả các bệnh lý, các triệu chứng của một bệnh cảnh trước. Rồi, nói tiếp. Tại sao cái sỏi túi mật, kẹt ống túi mật nó không gây vàng da? Tại vì sao? Cái lượng bilirubin ha, đồng ý là khi mà tắc cái sỏi kẹt ống túi mật nó sẽ gây tắc mật, nhưng mà tắc
tắc trong lòng túi mật thôi, chứ nó không gây tắc đường mật. Thì cái lượng bilirubin trong là trong dịch mật sắc tố mật á, bilirubin với sắc tố mật là như nhau đó, là một đó. Nó sẽ vào máu, nó sẽ vào máu. Tại vì sao? Nó sẽ bị áp lực ở trong cái dịch mật, nó sẽ đẩy ngược lại vào máu. Và sau này nếu như các bạn có đi xem những cái ca túi mật cấp cứu á, mà có kẹt cổ lâu ngày á, thì cái dịch mật nó sẽ không còn màu vàng nữa, nó sẽ có màu trắng, trắng mà nhầy á. Tại vì sao? Nó mất hết sắc tố mật vào máu rồi. Nhưng cơ thể mình, thận của mình, nó đủ khả năng lọc được cái lượng bilirubin ở trong cái lòng túi mật, và nó không có gây ứ bilirubin trong máu, có thể lọc được. Bằng chứng là có một cái bất thường ở trong cái gặp trường hợp bệnh nhân bị sỏi cái ống túi mật đó là gì? Tổng huyết nước tiểu, cái chỉ số của tổng huyết nước tiểu, cái chỉ số là BIL ha, các bạn để ý là cái một chỉ số là BIL, đó chính là cái bilirubin trực tiếp á, bình thường thì không thấy, nhưng khi mà lượng bilirubin trong máu tăng thì có thể thấy ở trong nước tiểu, nhưng không đồng nghĩa là tăng mật. Tại vì sao? Cái bilirubin nó hơi cao hơn so với bình thường thôi, hơi cao hơn so với bình thường, và chưa tắc mật, chưa có vàng da tắc mật. Khi mà vàng da tắc mật khi nào? Khi cái tắc nghẽn á, nó phải tắc ở cái nhánh chính, đường mạch chính, là cái đường mạch trong gan, trong ngoài gan, và đa phần là phải tắc từ cái chỗ hợp lưu ống nhanh chung đổ về xuống, đổ xuống dưới cái ống mạch chủ á, ống đi á, thì nó mới gây vàng da. Vàng da tắc mật đó nha. Còn nếu mà tắc nghẽn ở trong đường mạch trong gan, bộ nhánh phân thùy hay hạt phân thùy, thì nó cũng rất ít khi gây vàng da. Tại vì sao? Nó sẽ bù trừ tiết mạch qua các nhánh gan lân cận, cái nhánh gan bộ thân phân thùy hay phân thùy khác. Tắc một nhánh của tiểu thùy hay phân thùy cũng không gây vàng da luôn. Chứ không phải là cái gì tắc cũng gây vàng da nha, không tắc gây vàng da. Tắc mập định nghĩa ở trên, tắc vàng da tắc mật ở định nghĩa ở trên cần lâm sàng là gì? Là bilirubin phải trên 25%. Khi bilirubin tăng giới hạn trên giới hạn bình thường, trên giới hạn nó cũng chưa là tắc mật nữa, mà định nghĩa là phải trên 20%. Các bạn xem là Tokyo Guideline. Rồi. Cho nên là không bao giờ mà tắc mật do sỏi cái ống túi mật nó tăng bilirubin. Cho dù nó có tăng, nó có thể tăng nhẹ và nó không có phù hợp với cái tình trạng là tắc mật sau gan. Và nó cũng không có trên hai, nó không trên cái ngưỡng 25%. Được chưa? Rồi, cho nên là bây giờ nếu như các bạn nghĩ viêm túi mật do sỏi thì nếu mà gây vàng da thì nó sẽ phù hợp với cái bệnh cảnh nào? Em Trình và các bạn trong nhóm. Nếu như thế nào thì phù hợp. Anh hỏi lại câu hỏi đi anh. Bây giờ nếu như mà nhóm Trình vẫn giữ cái viêm túi mật cấp nghi do sỏi, nhưng mà trên bệnh nhân vàng da này thì cái bệnh cảnh viêm túi mật đó nó sẽ có như thế nào? Có nghĩa là tại vì cái này là bạn nghĩ đơn thuần viêm túi mật cấp do sỏi đơn thuần thì sẽ không bao giờ gây vàng da hết, nhưng bây giờ cái bệnh cảnh mà viêm túi mật cấp do sỏi nó phức tạp hơn, nó không đơn thuần thì nó sẽ gây vàng da khi nào? Giờ anh là khi sỏi nó lớp vào ống mật chủ. Rồi, đồng ý. Một trường hợp. Còn trường hợp nữa, em nhớ có hội chứng Mirisi. Rồi, chính xác ha. Chính xác. Đó là hai trường hợp mà bệnh nhân viêm túi mật cấp do sỏi có thể bị vàng da. Đó là xin lỗi một xíu.
Rồi, hai trường hợp ha, nhất là MIDI-G. Hội chứng MIDI-G là sao? Là sỏi nó kẹt ở ngay cái phễu túi mật hoặc là ống cổ túi mật ha. Sỏi kẹt ở phễu túi mật hoặc cổ túi mật. Nó gây viêm túi mật cấp. Tuy nhiên mà bệnh nhân may mắn ha, nhân may mắn là gì? Điều trị nội đáp ứng. Điều trị nội đáp ứng tốt, tự ra ngoài mua thuốc, tự ra ngoài mua kháng sinh uống và nó tự thoái lui. Nó tự giảm được tình trạng viêm túi mật giảm đi. Nó không nhìn tiến tới hoại tử mà nó diễn tiến thành tình trạng viêm túi mật mạnh. Nhưng mà khi cái cổ với ống cái sỏi đó nó kẹt lâu ngày, nó sẽ đè vào cái ống đường mạch chính. Nó có thể đè vào ống ngăn chung, nó có thể đè vào ống mạch chủ ha. Đè vào và nó gây gì? Nó gây sao? Nó gây làm tắc nghẽn cái đường đi của cái dịch mạch từ trên xuống qua cái ống túi mật, qua cái chỗ tam giác đó. Tam giác ống túi mật với ống ngăn chung á, ống mạch chủ ha, sẽ gây bằng da. Và lâu ngày hơn nữa, nó không chỉ có đè không mà nó sẽ làm gì? Nó đè lâu ngày nó sẽ làm gây hoại tử. Hoại tử cái vách bên á, cái thành bên của cái ống mạch chủ ngăn chung và gây dò từ cái phễu túi mật vào cái đường mạch luôn. Mà sỏi từ cái bên túi mật nó có thể rớt qua đường mạch qua cái lỗ dò đó. Tại vì cái thành túi mật, thành đường mạch nó bị hoại tử luôn. Mất cái ranh giới giữa cái phễu và cái ống mạch chủ. À, thì sỏi nó có thể từ cái chỗ phễu nó rớt qua mình chủ gây tình trạng là viêm đường mật cho sỏi. Rồi trường hợp thứ hai là viêm túi mật cấp nghi do sỏi, do sỏi đúng không, và kèm theo sỏi đường mật rớt qua thì nó sẽ gây bằng da. Đó là kết hợp hai bệnh cảnh gây bằng da. Thì cái này á, cái bệnh cảnh này nó cũng khá khó để phân biệt với một cái trường hợp là viêm đường mật cấp nghi do sỏi trên bệnh nhân có sỏi túi mật, hoặc là trên viêm đường mật cấp nghi do sỏi trên bệnh nhân có viêm túi mật cấp. Khá phân biệt. Thì đều gây bằng da đúng không, đều sốt, đều ấn đau hạ sườn phải. Thì bây giờ nghĩ là đau đó là đau do cái gì? Tình trạng viêm mà phải tiếp cận, lúc đó mình phải đặt ra cái trường hợp là mình phải tiếp cận theo cái bệnh lý nào, là viêm đường mật cấp hay là viêm túi mật cấp, thì cái bệnh nào quan trọng hơn, cái bệnh nào đáng sợ hơn, cái bệnh nào dễ và biến chứng hơn thì mình sẽ tiếp cận theo cái hướng đó. Và đương nhiên là cái viêm đường mật cấp là nó nguy hiểm hơn nhiều so với viêm đường mật cấp. Thì khi bệnh nhân có đau, có sốt, có vàng da, nếu mà điển hình có tai biến sọc cốt thì mình phải nghĩ cái viêm đường mật cấp do sỏi nhiều hơn, mặc dù bệnh nhân có sỏi túi mật đúng không, thì mình sẽ nghĩ cái viêm đường mật cấp nghi do sỏi nhiều hơn là trường hợp bệnh nhân viêm túi mật cấp nghi do sỏi trên bệnh nhân có sỏi ở một chỗ đơn thuần thôi. Tại vì sỏi một chỗ đơn thuần nó mà gây vàng da, nó mà gây vàng da mà nó có sốt nữa thì nó là viêm đường mật rồi, nó cũng là viêm đường mật rồi. Thì như vậy là mình phải chẩn đoán hai cái: viêm túi mật cấp nghi cấp và viêm đường mật cấp nghi do sỏi. Rất là phức tạp, cho nên là nhóm trình xem lại. Một, thứ hai, viêm tụy cấp nghi do sỏi thì có được không, phù hợp không? Dạ thưa anh, thì viêm tụy cấp thì nếu mà sỏi nó rớt xuống cơ bằng ở đây thì nó cũng gây bằng da. Có thể gây bằng da ha, mà nó cũng phù hợp. Nhưng mà vấn đề là tại sao các bạn biết đây là viêm mà nghi do sỏi mà không phải là nguyên nhân khác? Dạ, bởi vì là nếu mà viêm tụy cấp mà nghi do sỏi thì nó mới có vàng da. Không, đúng là do sỏi thì có vàng da. Tuy nhiên có những trường hợp viêm tụy cấp không do sỏi nhưng có thể gây bằng da. Nguyên nhân là cơ chế là do gì? Do cái vùng đầu tụy nó sẽ có thể phù nề, nó phù nề lên, nó to lên, nó sẽ có thể chèn ép vào cái đoạn của một chỗ nó gây bằng da thoáng qua.
cũng có ha, chưa phải là không có. Còn trường hợp này cho nó là viêm tụy cấp nghi do sỏi thì nó cũng là được, nhưng mà nó phù hợp hơn đối với mấy cái bệnh nhân mà đã từng tiền căn là có sỏi túi mật thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn hiện giờ là mình chưa có bằng chứng gì. Viêm tụy cấp không do sỏi, do rượu hay do triglycerides, nó cũng có thể gây vàng da, là do nó có thể chèn ép lên đường mật ha, chứ không phải là chỉ có vàng da mà mình đánh, mình nghĩ là do sỏi. Nhưng mà thôi, mình có quyền ha, mình có quyền theo dõi bệnh nhân này là mình. Không sử dụng rượu bia, thuốc lá nhiều. Dùng rượu bia ha. Rồi thì mình có thể đề cập nghi ngờ cho sợ nhiều ha. Rồi. Còn viêm gan cấp do siêu vi phù hợp không? Viêm gan thì nó không thể gây bằng da được. Viêm gan có gây được bằng da. Viêm gan có thể gây bằng da ha. Nhưng mà ở đây mình ít nghĩ hơn là do sao? Là thường là bệnh cái viêm gan đó, nó sốt, nó cũng sốt, nhưng mà nó thường giống như bình luận ha, mình không thôi ít khi gây lạnh run đâu. Nó thường sốt. Sốt khoảng 38-38 độ rưỡi ha. Ít khi nào sốt cao và gây lạnh run. Đau bụng thì cũng âm ỉ, âm hồ thôi. Ít khi nào mà đau dữ dội mà nó gây đề kháng ha. Là có vàng da luôn. Thì ở đây viêm gan cấp này phù hợp, nhưng mà ít nghĩ. Áp xe gan thì sao? Áp xe gan có gây vàng da được không? Rồi, hình như không áp xe gan, hình như không gây bằng da được. Áp xe gan không thể gây bằng da nhé, không thể gây bằng da. Có một số nhóm trước á, có một số nhóm trước các bạn đưa ra cái, khi mà anh hỏi cái này thì các bạn đưa ra một cái cơ chế là áp xe gan nó đè vào cái đường mật, nó gây tắc mạch, nó gây bằng da, thì các bạn nghĩ sao, đúng không, là được không, có bạn nào có ý kiến về vấn đề này không? Nhưng mà cái u gan ha, các bạn giống như cái u gan nó đè vào cái đường mật, nó đè vào cái chỗ hợp lưu, nghe bằng da thì hợp phù hợp không? Hello.
cái này em không không rõ nữa anh ơi. Các xe gan mật ra bằng chèn ép gan bằng da em cũng không rõ cơ chế. Rồi các bạn. Ừ ok. Các bạn trong nhóm khác hay sao? Trong ơi các bạn khác trong nhóm thì sao? Mày nãy giờ có một hai bạn nói chuyện thôi này. Đúng hết rồi. Đi đâu? Bạn Trịnh Minh Tuyến. Ý kiến gì không? Dạ thưa anh, theo em là cái nguyên nhân mà có một cái u nó chèn đường mật gây tắc mạch vào vàng da thì em nghĩ nó cũng có thể à. Có thể ha. Cái u. Rồi. Ok. Bạn Trần Thảo Vy. Có ý kiến gì không em? Bạn Thảo Vy có đây không ạ? Xong rồi alo, gọi xong cái alo. Bạn Tường Vi. Dạ, thưa anh, em nghĩ là cái FC gan thì nó sẽ không có đủ để gây được vàng da. Tại vì nếu như mà có một cái FC chèn vào đường mật đó thì ở gan nó sẽ có những cái nhánh khác để nó bù trừ lại thì nó sẽ không có đến mức độ là vàng da. Không, nhưng mà bây giờ cái anh giả sử trường hợp cái u đó nó chèn vô cái chỗ hợp lưu luôn á, chèn vô cái chỗ rốn gan luôn, chỗ đường mật ngoài gan á thì có gây vàng da được không? Chèn đường mật rồi thì có đường mật nào bù trừ đâu? Vậy nếu chèn vô chỗ hợp lưu luôn thì em nghĩ là có thể gây vàng da. Rồi. Bạn Thanh Tùng. Bạn Thanh Tùng đâu có ý kiến gì không em? Dạ thưa anh, hiện tại em chưa thấy có ý kiến. Em chưa thấy. Dạ hiện tại thì em nghĩ là bạn làm như vậy theo em là hợp lý rồi ạ. Hợp lý luôn hả? Nhóm Trình thì bạn Trình thì cũng chưa rõ về cái vấn đề là áp xe gan có không không, mà nhưng mà bạn nhưng mà bạn được có sự ủng hộ của các bạn khác. Bạn có sự ủng hộ của bạn Tùng ha. Bạn Tùng thấy quá hợp lý luôn. Hợp lý cái vấn đề áp xe gan. Rồi. Tại vì thực sự ra các bạn không có nắm rõ được cái bản chất áp xe gan là cái gì. Cho nên mình mới nghĩ như vậy. Áp xe gan á, nó về một cái u đặc thì nó không phải là một cái u đặc. Nếu muốn chèn ép thì nó phải là một cái khối u nó tân sinh, nó u đặc tân sinh lên, là một cái u nang nó tân sinh là nó to lên, nó mới chèn ép được. Còn về cái bản chất của áp xe gan không phải là một cái khối tân sinh. Nó không phải là phát triển rồi tăng lên tới kích thước, mà là gì? Bản chất của áp xe gan nó chính là tình trạng hoại tử tế bào gan. Tế bào gan nó bị hoại tử, nó bị viêm, nó tạo thành mủ, thì nó tạo thành cái ổ áp xe. Bạn hiểu không? Có nghĩa là nó chính là tế bào gan nó đã chết đi và nó tạo thành một cái ổ mủ ở trong đó, chứ không phải là từ một cái khối nó tân sinh lên và nó đè vào cái đường mạch. Nó không thể đè vào đường mạch được, chắc chắn nó không thể đè vào đường mạch.
được không? Vì không bao giờ áp xe gan mà nó có thể gây tắc mạch, nó gây vàng da được hết đó. Cho dù nó nằm ở bất cứ cái vị trí nào, bất cứ cái vị trí nào nó không thể gây tắc mạch vàng da được. Nó vàng da là vàng da do nguyên nhân khác, chứ không phải là vàng da do cái tắc mạch đó. Dạ anh, chỉ cho em hỏi cái chỗ mà lúc nãy anh đầu tì to phù nề có thể gây chèn ép gây vàng da anh. Vì cái cái chỗ mà to phù nề nó cũng kiểu giống như là cái mô nó không quá đặc để mà sao nó lại gây vàng da được, mà còn ép xe gan nó cũng kiểu là cái mô nó cũng không phải là mô đặc đó anh. Ý là em thấy nó cũng cái tính chất nó cũng xem mà sao một cái gây vàng thì cái không gây vàng. Không phải là xem. Tại vì em chưa có hiểu rõ. Anh nghĩ là em chưa có hiểu và một số bạn cũng chưa có hiểu rõ. Tại vì sao? Để anh đang tìm một cái hình ảnh đặc trưng để anh giải thích cho các bạn rõ hơn. Cái tủy nó to lên. Tại vì cái mô tủy kích thước bình thường nó khoảng bao nhiêu? Khoảng 20 mấy cm đúng không? Nhưng mà khi nó to lên thì nó sẽ là gì? Nó sẽ tăng lên kích thước, nó tăng lên hơn so với bình thường. Nó sẽ chèn vào. Mô tủy nó bị phù nề mà, nó bị phù nề nó sẽ tăng kích thước lên. Và khi kích thước tăng thì nó sẽ chèn vào cái ẩn của một chủ. Các bạn hiểu không? Tăng lên chèn vào một chủ. Còn cái mô gan á, áp xe gan á thì cái gan nó không có to lên được. Khi mà áp xe gan thì có khối áp xe nó gan nó to được mà kích thước gan nó vẫn như thế. Tuy nhiên, cái mô gan nó bị thay đổi tính chất. Cái mô gan nó bị thay đổi tính chất, nó không thể to lên được mà chỉ có cái gan nó xuất hiện những cái chỗ nó cũng xuất hiện cái mạng nó bị hoại tử, nó bị viêm, nó bị hóa mủ ở trong đó thôi. Các bạn hiểu không? Có hiểu chưa? Dạ, em rõ hơn xíu mà. Tại vì anh cũng đang muốn tìm cái hình ảnh mà để giải thích nhưng mà chưa tìm được. Thì đang muốn giải thích các bạn. Có nghĩa là gan bình thường vẫn như thế. Kích thước gan bình thường vẫn như thế. Nhưng khi áp xe gan có nghĩa là một cái vùng mô gan, giả sử như ở Hạ Vân Thủy 6 đi. Tương tự Hạ Vân Thủy 6, mô gan Hạ Vân Thủy 6 nó bị hoại tử đi thì kích thước thể tích của u của cái thằng Hạ Vân Thủy 6 nó vẫn như thế. Nhưng trong lòng của Hạ Vân Thủy 6 nó bị hoại tử. Cái mô gan nó bị viêm, nó bị hoại tử. Thì cái mô viêm nó có thể lan ra xung quanh. Có nghĩa là từ kích thước 1cm nó có thể tình trạng viêm lan ra 4-5cm là bình thường. Nhưng vẫn là mô gan thôi. Vẫn là nằm ở trong gan. Và mô gan nó bị hoại tử tăng dần thôi. Có nghĩa là từ 1-5cm, từ 1cm trên 5cm không có nghĩa là khối đó tăng lên. Mà là gì? Mà là cái khối lượng tế bào gan nó bị hoại tử tăng dần thêm. Thay vì Hạ Vân Thủy 6 là mô đặc, bây giờ áp xe gan thì từ mô đặc nó chuyển thành mô lỏng. Đó. Là vậy đó. Từ gan bình mô gan bình thường mà khi áp xe gan thì nó từ cái mô đặc tế bào gan bình thường nó chuyển thành mô lỏng, nó là có mủ với lại sát vi khuẩn bạch cầu trong đó. Nó là vậy thôi chứ không phải là nó kiểu nó tân sinh một cái khối mà nó tân sinh lên như là ung thư gan hoặc là tế bào gan thứ nguyên phát, thứ phát hay là ung thư đường mật hay là các u gan lành tính khác. Còn đầu tủy là sao? Đầu tủy không phải là áp xe ở trong đầu tủy mà là cái đầu tủy khi mà phù nề nó sẽ to lên. Tăng về kích thước luôn. Nó tăng về kích thước, nó tăng về thể tích. Tại vì dịch nó phù nề mà, phù nề chứa dịch ở trong mà. Thì nó sẽ vô tình nó sẽ chèn vào cái đường mạch, đặc biệt một chỗ và nó gây tắc mạch. Đó. Các bạn nắm được cái cơ chế không? Cơ chế giữa hai cái đó nó khác nhau. Một cái là nó hoại tử trong lòng áp xe. Còn một cái là nó là cái u gan một cái là nó tân sinh, nó tăng sản lên. Tăng sản kích thước và thể tích lên. Cho nên nhiều khi mình nói là cái áp xe gan nó là một cái u cũng không đúng. Áp xe gan nó là một cái u cũng không đúng. Nó là một cái tình trạng nó bị hoại tử. Viêm và hoại tử tế bào gan. Khu trú mà. Khu trú cục bộ thôi chứ không phải là toàn bộ. Và cái tình trạng khu trú đó đương nhiên là nó sẽ không bao giờ mà nó gây chèn ép đường mật hết. Mà nếu mà nó gây thì nó sẽ gây hoại tử đường mật thì có.
nghĩa là cái mô gan hoại tử, thì mô gan xung quanh hoại tử thì những cái đường mạch xung trong cái vùng bánh vùng hoại tử đó, vùng cái mô gan nó cũng sẽ bị nhiễm trùng lan theo và nó cũng sẽ bị hoại tử những cái đường mạch, nhưng mà đương nhiên là được những cái đường mạch nhỏ thôi, rất là nhỏ. À, có nghĩa là cái khối u nó lớn lên thì nó sẽ không phải chèn mà nó lại gây hoại tử luôn cái đường mạch, viêm đường mạch, hoại tử đường mạch kèm theo, chứ không phải là lớn lên nó chèn mô đường mạch. Rồi à, tới đây thì các bạn rõ rồi ha, các bạn nào còn chưa rõ không? Cho nên đừng bao giờ đưa áp xe gan vô là một trong những nguyên nhân gây tắc mạch, không bao giờ ha, không bao giờ đưa vào. Cái cơ chế của nó không phải là một cái khối tân sinh, không phải khối tăng sản, chưa? Rồi. Dạ nơi em đi tiếp của phần cận lâm sàng luôn anh. À, chờ anh xíu, từ từ đang coi cái phần bình luận đó. Bạn bình luận nhóm bình luận á rất là hơi rối, hơi bị rối, tại vì mình bình luận không có theo một cái thể thống nhất, không có theo một cái thống nhất theo một cái cách nào hết. Đầu tiên là bạn chẩn đoán tiếp cận theo cái nào, mình tiếp cận theo cái việc gì. Nếu mình tiếp cận theo cái vàng da thì đang từ nguyên nhân vàng da trước gan, rồi không thấy vàng da tại gan và da sau gan đâu, tự nhiên đưa vào cái đường mạch do sỏi viêm tụy cấp áp xe gan là sao? Nên mà vàng da thì phải là vàng da trước gan, tại gan hoặc sau gan, mà trong đây chưa gì đã trước gan không nghỉ thì lại nghĩ nhiều nguyên nhân tại gan hoặc ngoài gan. Nói chung là cái phần vàng da bình luận mình hơi chưa có được được đầy đủ, chưa có được kỹ chi tiết lắm. Rồi còn nếu mà không, sau này nếu mà muốn tiếp cận theo cái hướng mà đau bụng sốt vàng da thì cũng được ha. Nếu mà tiếp cận theo hướng đau bụng sốt vàng da thì mình có thể, em có thể đưa ra những cái bệnh lý mà nó có thể gây, bình thường nó sẽ gây những bệnh cảnh đó ha. Còn nếu như muốn tiếp cận theo cái hướng vàng da thì phải bình luận kỹ hơn, chứ không phải là bình luận nó hơi sơ sài như thế này. Để em về em sửa lại. Ok, bổ sung thêm thì nhớ ha, bình luận nó phải phù hợp bệnh cảnh lâm sàng, nó phải giải thích được hết tất cả các triệu chứng của bệnh cảnh đợt này của bệnh nhân nha. Rồi tiếp đi, tiếp phần lâm sàng. Cận lâm sàng để chẩn đoán là hình ảnh học là dùng siêu âm bụng, tổng tế bào máu ngoài vi sinh hóa là có CRP, bilirubin toàn phần trực tiếp, AT, ALT, ALB, GGT, HBG, IgM, anti-HBC, anti-HCV. Cận lâm sàng thường quy là đâm cầu máu, nhóm máu, sinh hóa máu, điện giải đồ, tấm phân tích nước tiểu, điện tâm đồ, y quan ngực thẳng. Kết quả cận lâm sàng là có siêu âm bụng là gan không to, bờ đều, cấu trúc đồng nhất, túi mật kích thước 117 nhân cho 50 mm, thành không dài, hạn chế khẩu sát bụng cổ túi mật, có buồng túi mật, đường mật là trong và ngoài da, ngoài gan không giãn không sỏi, tụy là cấu trúc đồng nhất, không to, ống quy xung không giãn, lách không to, tính mạch lách không giãn, thận là hai thận không sỏi, không ứ nước, bằng quang không dày thành, không sỏi, tiết tiền liệt không to, cấu trúc đều, dịch ổ bụng là không có, động mạch trung bụng không phình. Kết luận đây là buồng túi mật và túi mật can. Chụp các CT scan bụng 32 lát cát, kết quả là gan không to và gan đều,
nốt nhỏ, có nốt nhỏ giảm đậm độ găng tái, đường kính khoảng 9mm, không rõ bát thuốc. Đường mặt trong và ngoài răng là không giãn, không xóa. Ống mặt chủ không giãn, túi mặt can kích thước khoảng 111 x 53mm, không thọ cản quang, thành dài 4mm, thâm nhiễm mỡ xung quanh, tỵ lách không to, có trúc mô động nhất, hơi thận là không sỏi, không mướn nước, tuyến thượng thận hai bên không to, bàng quang không sỏi, thành không dài, động mạch chủ bụng không phình, không dịch ống bụng, dạ dài, các quay ruột và khung đại tràng không giãn, thành không dài, ruột thừa 1/4 bụng dưới phải, kích thước 5mm, làm còn khí, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu viêm, không tổn thương, nhu mô hai lấy phổi, không tràn dịch, màng phổi hai bên, kết luận là hình ảnh gợi ý viêm túi mật cấp và có nốt nhỏ găng trái. Công thức máu là ở đây mình có bạch cầu 13.000 và nitro ưu thế, còn các chỉ số khác như là hồng cầu và bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu trong giới hạn bình thường. Nghĩ đây là bạch cầu tăng ưu thế, nitro là nghĩ có tình trạng viêm phù hợp, đâm cầu máu và trong giới hạn bình thường. Sinh hóa máu là ở đây mình có cái GGT là 810 là biểu hiện một tình trạng ứ mật. AST, ALT tăng có hại tử tế bào gan. Bilirubin toàn phần tăng mà tăng ưu thế của đó là trực tiếp thì nó là phù hợp bệnh cảnh là vàng da tắc mặt. Procalcitonin tăng thì tình trạng nhiễm trùng, phù hợp tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân này. Em chẩn đoán em thấy theo Togia Guideline thì bệnh nhân có dấu hiệu viêm khu trú, đau vẫn đau hạ sườn phải, có tình trạng viêm toàn thân, có sốt, có procalcitonin tăng, có bạch cầu tăng, có hình ảnh CT scan là gợi ý viêm túi mật và túi mật căng thành túi mật dài, thâm nhiễm mỡ xung quanh. Em chẩn đoán xác định ở đây là viêm túi mật cấp. Đánh giá mức độ nặng thì bệnh nhân không có mức độ nặng là không có tụt huyết áp, riêng nhắc tỉnh táo, rách do 15 điểm, creatinin không tăng, không trong cầm máu tiểu cao trong giới hạn bình thường. Ở trong mức độ trung bình thì bệnh nhân có một cái là cơn đau kéo dài 72 giờ, còn lại các triệu chứng trong mức độ trung bình cũng không có. Em chẳng đoán đây luôn là viêm túi mật cấp ngày thứ 3 ghi do sỏi mức độ trung bình theo Tokyo Guideline 2018. Còn các cái cận lâm sàng khác thì nó trong giới hạn bình thường. Rồi em cho nó xác định là viêm túi mật cấp ngày 3 ghi do sỏi mức độ trung bình theo Tokyo Guideline 2018. Trên nền tăng áp độ 2 theo IC018. Tới đây thì các bạn có ý kiến gì không? Rồi. Anh có nhớ cái ca này rồi. Ca này đúng là một trong những cái ca cũng rất là làm hay. Em cũng thắc mắc đó là cái đặc biệt đó. Dạ, với cái viêm túi mật cấp này mà cái bilirubin của nó tăng cao, nó không biết nó phù hợp với cái viêm túi mật cấp không. Và hình ảnh nó không có điển hình của viêm đường mập hay là sỏ nhiều, nó chỉ có bùng. Mà em cũng thấy khờ thắc mắc nên em đợi đêm hỏi anh luôn. Cái này là các bạn làm ở trên khoa hay là làm ở cấp cứu? Tổng quát 2. Dạ, làm trên khoa. Tổng quát 2 là cái mặt đó hả? Dạ, nó cái mặt đó anh.
là từ găng mạch chuyển lên rồi, là từ cấp cứu chuyển lên. Cấp cứu chuyển lên. Thì cái ca này chính là cái ca mà anh trực cấp cứu, tôi ăn cấp cứu, tôi cấp cứu của anh. Và đúng là trong thực sự là anh cũng chưa biết là nguyên nhân tại sao gây bằng da và mắt như vậy ha. Rồi. Thì bây giờ các bạn trong nhóm có câu hỏi gì, có thấy sao? Đưa ra ý kiến gì không? Có phát hiện ra điều đó không? Bilirubin tăng rất là cao ha, tăng rất là cao. CGT cũng tăng cao. Tuy nhiên, cái lạ lùng ở đây là sao? Thứ nhất, thì bệnh nhân này không hề có ghi nhận một cái sỏi ở đâu hết. Không có sỏi túi mật, cũng không có sỏi đường mật luôn. Chỉ có bùn túi mật thôi. Bùn không phải là sỏi ha. Bùn thì không phải là sỏi. Bùn túi mật thôi. Không thấy sỏi ở đâu hết. Rồi. Thứ hai là cũng không hề thấy một cái tình trạng là gì? Là tắc nghẽn của đường mật. Không, đường mạch trong ngoài gan không giảm, không sỏi ống mật chủ, không giảm luôn. Chỉ có cái nhất là một cái tình trạng là túi mật căng và thành dày thôi. Mật căng và thành dày. Thì lúc đó nếu mà xét về Tokyo Gala thì mình không thể chẩn đoán xác định được đây là trường hợp viêm đường mật cấp được ha. Tại vì nó chỉ có A và B. A là gì? A là sốt, B là, sốt A là dấu hiệu viêm toàn thân, B là dấu hiệu vàng da, tắc mạch. Thì mình chỉ có thể là nghi ngờ thôi, nghi ngờ viêm đường mật cấp chứ không thể mà xác định, chẳng xác định được. Chẳng xác định em phải có những cái hình ảnh định hình ở trên CT là gì, giãn đường mật, hoặc là có sỏi, có stent, hoặc là có chích hẹp đường mật ha, đường mật. Rồi thì ở đây mình không thể, mình ít nghĩ viêm đường mật cấp hơn mà mình sẽ quay lại cái túi mật. Thì túi mật ở đây là túi mật có cái túi to thành dày, tầm nhìn ở xung quanh nhưng cũng không thấy sỏi luôn. Thì không phải là viêm túi mật do sỏi. Mà trường hợp này trong túi trực anh đã nghĩ tới trường hợp là gì? Chẩn đoán là viêm túi mật cấp không do sỏi. Viêm túi mật cấp không do sỏi. Tại vì thực ra nói đâu phải túi mật nào cũng do sỏi đâu. 95% là do sỏi, tuy nhiên nó có thể nằm trong 5% còn lại là do nguyên nhân khác. Mà có thể nguyên nhân này liên quan tới cái bệnh lý bilirubin của bệnh nhân. Mà bệnh lý bilirubin này là có nghĩa là tăng bilirubin mà chưa rõ nguyên nhân đó. Tăng bilirubin chưa rõ nguyên nhân. Bây giờ bilirubin này là trực tiếp ưu thế. Trực tiếp ưu thế nhưng nó mình xét về lý thuyết là thế đúng không, nhưng mà xét về thực tế như là cái lâm sàng mình lại không thấy một cái hình một cái dấu chứng tắc mạch nào hết. Theo kinh nghiệm của anh á thì anh thấy là đối với những bệnh nhân sơ gan thì bilirubin tăng nó cũng có thể trực tiếp ưu thế nha các bạn, chứ không phải là chỉ có hỗn hợp không. Sơ gan, đặc biệt là sơ gan, viêm gan. Vâng. Đặc biệt là sơ gan nhiều hơn, sơ gan bilirubin. Nếu mà để các bạn qua thử hồi cứu lại mấy cái bệnh án bên nội thử xem. Bệnh án sơ gan á, bilirubin nó tăng như thế nào. Thì thấy cũng trực tiếp cũng có thể có những trường hợp trực tiếp ưu thế. Thì ở đây anh nghĩ bệnh nhân không biết có bệnh nhân có bị sơ gan trước đây hay không. Nhưng mà cái bệnh cảnh nó cấp tính thì mình nghĩ tới viêm gan nhiều hơn. Thì viêm AST tăng nhẹ thôi, nhưng mà bilirubin tăng nó cũng thể tăng trong cái bệnh cảnh của viêm gan. Thì đang nghĩ là viêm gan trước đó chúng nó chưa có làm cái viêm gan BC, mà cơ của viêm gan B, viêm gan C chưa có làm, thì không biết là trên chạy nó làm lại chưa. Có mặt cơ là âm tính anh, âm tính luôn. Với lại anti HCV âm tính. Ồ. Quá lạ lùng ha. Lạ lùng.
cho em hỏi thêm một câu là nếu mà theo Tokyo Verlaine thì mình chẳng đoán cái này là viêm túi mật cấp được đúng không anh? Nhưng mà mình không giải thích được cái bili nó tăng cao quá thôi, còn lại mình vẫn chẳng đoán được là viêm túi mật cấp đúng không anh? Được, nếu như mà theo Tokyo Verlaine thì chẳng đoán viêm túi mật cấp được, nhưng mà cái nguyên nhân là không phải do sỏi. Dạ, vậy. Tại vì không có hình ảnh của sỏi ở trên siêu âm. Nhưng mà trên cái Tokyo Verlaine cái tiêu chuẩn C của nó là sao? Tiêu chuẩn C của viêm túi mật cấp là gì? Dạ, cái tiêu chuẩn C là hình ảnh trên hình ảnh trên có dấu hình ảnh là viêm túi mật cấp thôi anh. Nó chỉ ghi vậy thôi. Bất kỳ hình ảnh nào mà có là ý viêm túi mật cấp là được anh. Chứ nó không có đề cập tới sỏi đúng không? Dạ không. Thì cái trường hợp này là tại vì Tokyo Verlaine nó cũng chỉ có ghi là viêm túi mật cấp thôi. Nhưng là tiêu chuẩn chẩn đoán viêm túi mật cấp, chứ nó không ghi là tiêu chuẩn chẩn đoán viêm túi mật cấp như sỏi. Ha. Thì trường hợp này thì mình vẫn có thể nghĩ tới viêm túi mật cấp được. Nhưng cái vấn đề anh nghĩ ở đây là viêm túi mật cấp này là nó thứ phát, có nghĩa là viêm túi mật cấp này đấy. Nhưng mà nó có thể thứ phát sau một cái bệnh cảnh của một cái bệnh lý gây tăng bilirubin như thế này. À, thì bây giờ mình xem lại thử xem. Anh không nghĩ là nó tăng bilirubin này là do túi mật, do tắc nghẽn của túi mật. Mặc dù khi chọc cái dịch túi mật ra thì dịch túi mật là màu trắng trong. Dịch túi mật là màu trắng trong có nghĩa là nó cũng đã mất cái sắc tố mật vào máu rồi. Nhưng không thể nào mà nó có thể gây tăng bilirubin tới mức 172 micromol trên lít. Nếu mà chia ra là nó phải 10 mg/100 mà. Đúng không? Chia cho 17.1 đi là ra 10 mg/100, quá nhiều. Có nhiều trường hợp sỏi kẹt đường mật chính nó cũng không thể tăng tới mức độ đó nữa. Nó cũng ít khi nào tăng cao tới mức độ như vậy mà. 172. Như vậy anh nghĩ trường hợp này là bệnh nhân có một cái bệnh lý bilirubin đặc hiệu. Nhưng hiện tại mình chưa có tìm ra. Cái này hay, hôm bữa anh là người can thiệp cái đường ca này, anh là người can thiệp cái này luôn. Cái này làm được làm cái gì rồi? Em thấy là có dẫn lưu đường túi mật qua da rồi anh. Đúng rồi. Nhưng mà xin anh làm đó chứ ai. Nhưng mà cho em hỏi là mình trước mình đánh giá mức độ nặng của nó thì mình đánh giá vậy thì nó có phải là mức độ nặng không anh, hay là nó chỉ mức độ trung bình thôi? Trung bình thôi, trung bình, nhưng mà nếu mà trung bình thì em phải có chỉ định dẫn lưu sớm rồi. Dạ. Nhưng mà em đặt theo gây lai thì mức độ trung bình, nếu mà mình đáp ứng điều trị nội tốt thì mình mổ cắt túi mật luôn chứ. Nhưng mà đây là em biết không có khuyến cáo em, là nếu đáp ứng điều trị nội tốt, nhưng mà cái vấn đề là tại vì tụi em không có theo dõi bệnh, tụi em không biết là bệnh nhân này không hề đáp ứng điều trị nổi. Giảm đau kháng sinh nhưng bệnh nhân vẫn còn đau, vẫn còn sốt thì đâu phải đáp ứng đâu. Mà mình phải can thiệp đúng không? Can thiệp. Nhưng mà can thiệp bằng cách gì đây? Bằng mổ hay là bằng dẫn lưu? Tại vì thường mà viêm túi mật cấp do sỏi thì mới có chỉ định mổ. Nhưng mà viêm túi mật cấp mà không do sỏi á thì không bắt buộc phải mổ. Mà mình chỉ dẫn lưu thôi. Mình có thể dẫn lưu, chỉ định dẫn lưu ở trên trường hợp là viêm túi mật cấp không do sỏi. À. Rồi thì lúc đó dẫn lưu xong bệnh nhân bắt đầu bớt sốt à, có thể chỉnh chạy được rồi à. mình dẫn lưu đến khi nào tình trạng bệnh nhân ổn, xong rồi mình cắt túi mật, một phẫu thuật cắt túi mật cho bệnh nhân. Không cần cắt, em để cái dẫn lưu cho nó điều trị ổn, đến khi nào cái đường hầm nó chắc nó tốt thì mình rút dẫn lưu luôn xong. Dạ. Nhưng mà mình cần phải, cái vấn đề đây là mình cần phải tìm cái nguyên nhân tại sao bệnh nhân tăng bilirubin cao như vậy.
Cái vấn đề là như thế. Bệnh nhân này là khoảng bao nhiêu? Dạ, lúc em khám là năm 24. À, không nặng thôi. Chắc là ra rồi, chắc là ra phòng bình thường rồi. Tại vì biết một cách không cho sỏi, em có thể dẫn lưu thôi. Dẫn lưu và điều trị cho nó ổn hết tình trạng viêm. Rồi để cái đường hầm nó chắc khoảng 4 tuần, 3-4 tuần. Xong rồi mình rút rút cái dẫn lưu thôi. Là xong. Là coi như mình không cần phải cắt. Còn nếu mà do sỏi thì mới cần phải cắt. Đó. Do sỏi thì mới cần phải cắt. Còn không do sỏi mình có thể dẫn lưu. Đúng mà, chuyên qua da. Cái ca này là một cái ca rất là hay, cũng hay. Nó rất là khá đặc biệt. Đặc biệt, nó không như mình, như những gì mình dự đoán ha. Như mình dự đoán. Thì đúng rồi, cho nên mới cần phải tiếp cận vàng da, đúng không? Tiếp cận vàng da, vàng da có nhiều nguyên nhân lắm, đâu phải chỉ có tắc mạch đâu. Mình cái vấn đề là nó lại biểu hiện một cái tình trạng tắc mạch ở trên sinh hóa máu, nhưng mà nó lại không có biểu hiện tắc mạch ở trên cái phương tiện chuyển hóa nặng. À. Và đương nhiên giữa sinh hóa máu và một cái chuyển hóa nặng đó, thì mình sẽ phải tin tưởng cái chuyển hóa nặng hơn. Thì nếu nó tắc mạch, đương nhiên nó phải giãn đường mạch chứ. Nó phải giãn thì nó mới tắc được. Tắc mà nó không giãn thì không gọi là tắc. Chưa? Tắc là phải giãn rồi. Đường mạch trong gan không giãn là thôi là mình loại bỏ cái tắc luôn. Bây giờ mình đang suy nghĩ tìm những cái bệnh lý nào mà nó gây tăng bilirubin. À, bây giờ ngoài gan bị loại trừ đi, thì bây giờ tìm lại trước gan và tại gan. Tìm lại trước gan và tại gan và ưu tiên những cái bệnh lý cấp tính ha. Tại vì gì bệnh nhân vàng da thực ra có mấy ba ngày gần đây thôi chứ không phải là trước đây vàng da rồi vàng da tăng dần, đúng không? Cho nên là nó sẽ là bệnh lý mình sẽ khu trú lại, nó là một là bệnh lý cấp tính, thứ hai là nó có thể là trước gan và tại gan. Nhưng mà mình ưu tiên tại gan nhiều hơn. Tại vì nếu mà trước gan thì nó sẽ nhanh tiếp ưu thế nó rõ. À, còn đây là trực tiếp ưu thế thì nó có thể nằm ở tại gan. Cho nên đó là một cái bệnh lý cấp tính và tại gan. À, dưới khu trú lại. Và mình sẽ thì tìm cái nguyên nhân. Tìm cái nguyên nhân của nó. Còn cái túi mặt này thì chắc chắn là bị viêm rồi. Thì mình sẽ can thiệp ha. Sẽ can thiệp bằng cách nhân lưu thôi. Nói chung là cái viêm túi mật không do sỏi thì không có nằm trong mục tiêu học của các bạn, thì cũng anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi. À. Còn nếu mà cái guideline đó là cái guideline dành cho cái viêm túi mật cấp do sỏi. Rồi, đây các bạn nào có câu hỏi gì không? À, gì đó. Bạn Trần Thảo Vi sau khi anh hỏi xong không thấy trả lời và out luôn, không thấy quay lại. Thì có gì em nói các bạn anh nhóm trưởng nhắn bạn Thảo Vi giải thích lại cho anh cái trường hợp này nhé. Anh biết hôm nay có một số bạn vắng đấy, không có đầy đủ hai mấy bạn, mà có mười mấy bạn đây ha. Dạ hôm nay có bốn bạn xin đi thi anh văn đấy. Rồi, nhưng mà ok, nhưng mà bạn Trần Thảo Vi á, thì em kêu bạn đó là giải thích lại cho anh cái hiện tượng này ha. Hỏi xong cái mất tiêu luôn, không quay lại luôn ha. Không phải học như vậy được. Rồi, vậy thôi ha. Nếu như các bạn không còn câu hỏi nào thì mình tiếp tục tại đây. Chung là nếu như mà viêm túi mật cấp, bây giờ giả sử đi, trường hợp mà viêm túi mật cấp do sỏi đi, thì đương nhiên mình sẽ phải cắt túi mật ha. Trong trường hợp đó, cái guideline này mình làm thôi. Thì đây chính đây anh có bạn có cập nhật mới là dùng Tokyo Guideline 18 ha. Có nhiều trường hợp các bạn dùng kim 13 không à,
Đến xuống. Tokyo Gala 18 ha, tại vì nhìn nhìn anh nhìn sơ qua là biết rồi. Không phải không mà chỉ cần nhìn cái chữ đâu, mà Tokyo Gala á 18 á là nó sẽ chia thành từng cấp một để mà nó đưa ra cái điều trị, chứ không nó không phải để một cái biểu đồ chung ha. Thì nếu mà nhìn một cái biểu đồ chung ba độ một ba cái cấp độ một lần á, để một chung biểu đồ á là nó là cái gala cũ rồi ha. Rồi, thì mình cứ áp dụng gala mình làm thôi. Ha? Mình cứ áp dụng gala mình làm thôi. Nó cái phần chú thích nó hơi dài á, ha. Chú thích nó hơi dài, các bạn đọc đọc kỹ phần gì đó ha. Tại vì đó là những cái nếu mà chia ra từng nhánh đó là nó phụ thuộc vào những cái phần chú thích này. À, nó có phù hợp hay không, đáp ứng hay không, đúng không? Rồi khi nào thì mình nhận lưu khẩn mình nhận lưu sớm ha, khi nào thì mình mổ sớm mổ cấp cứu ha, khi nào thì mình mổ mổ trì hoãn vân vân. Nhưng mà đối với bệnh ở cơ sở khác thì không biết ha, nhưng mà đối với ở bệnh nhân á, khi mà túi mật mà tụi em chỉ nắm độ 2, độ 3 trở lên rồi á thì thường là sẽ làm mổ luôn, thường là sẽ mổ sớm luôn ha, mổ nội soi các túi mật sớm cũng cho nhanh luôn, là mổ trong cấp cứu luôn đó. Còn khi nó mang độ 1 thì mới chuyển lên chạy thôi. À, còn nếu như bệnh nhân không mổ được thì mình mới nhân lưu nha. Không mổ được thì mới nhân lưu. Hoặc là bệnh nền nặng quá, hoặc là bệnh nhân vô sốc luôn rồi. Là độ 3, bệnh nhân vô sốc luôn rồi mà không thể cái thời gian mà để chuẩn bị mổ nó không kịp á thì nhân lưu luôn. Còn nếu mà được còn mổ kịp á, kịp để chuẩn bị mổ thì sẽ lên phòng mổ mổ luôn ha. Có nghĩa là giữa cái dân lưu và cái mổ thì mình đối với túi mật thôi nha, nó đối với túi mật thôi, đối với dân lưu và mổ thì mình sẽ ưu tiên là mình mổ để giải quyết cái nguyên nhân luôn cho bệnh nhân ha. Còn dân lưu trong trường hợp là bệnh nhân có chống chỉ định với mổ là bệnh nhân có bệnh nền nhiều, nền nặng hay là bệnh nhân vô tình trạng sốc nhiễm trùng luôn rồi thì mình sẽ nhân lưu, ưu tiên nhân lưu. Rồi được ha. Còn mình nào có ý kiến gì thì mình nghĩ ở đây ha. Yeah, em cảm ơn anh. Cái này cũng rất là hay, anh sẽ theo dõi cái ca này ở trên chạy sau coi. Nếu mà có ra nguyên nhân gì thì mình cùng học ha.